Đấy, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay cửa hàng nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một cái dòng máy cài cua ta. Cái này nó có cái dàn cắt cỏ sao. Còn cua ta XB-1 ha, cua ta xe. Thì con này thì nó giống như những cái con cua ta B-7001 vậy anh em. Đó. Nó lấy cái thước đo đi. Nó xài cái động cơ của ta 3 máy ha. Còn mấy con 7.000 đồ là nó xài 2 máy. Như anh em biết rồi. Đó, nha. Một con phiếu. Máy móc là nguyên riêng nha anh em. Con này là nước sơn riêng toàn bộ hết nha. Đó, anh em mua thì em mới bắt đầu em bảo dưỡng thay bình. Xúc tích nước nè, thay được gió nè, thay được dầu rồi các kiểu. Máy móc là chưa bung hết á. Rồi đo về ngang đi. Ngang bánh á, ngang bánh đây nè. Để em đo cho anh em biết được cái ấy bao nhiêu. Bề ngang bánh là 95. Rồi. Rồi đuôi xới là 1 mét ha. Thì con này thì vỏ trước nó đi là 512, vỏ trước thì em thay mới ha. Vỏ sau là còn rất đẹp. Đây, đó. Đây đâu rồi? 76 mâm screen ha. Đó, anh em nào mua mà muốn dặm lại thì em dặm cho. Đó, đây những cái phần này là riêng hết, riêng 100% nha. Rất là đẹp. Đó, à, làm thấy không? Buia xe đây, cầu nè anh em thấy không? Cầu bọng là khô ráo nha. Đó. Còn anh em nào mà muốn dặm bát chỗ nào thì tính thêm tiền ha, tại vì bán cho anh em một cái giá này khá là hợp lý đó, 648 giờ. Đây. Vàng phát cỏ. Đây nè, nè. Cái vàng này nó anh em dòm giống y như cái vàng tạc nha. Đây nè, hai số xới. Này có thêm xới nữa nè. Đó, giống như cái vàng tạc mà để anh em lên luống mía đó, anh em mà mua về mà chế cái bộ dao lên luống mía là đúng bài luôn. Cái đuôi này nè, lâu lắm rồi em mới gặp lại cái đuôi này. Đuôi kiếm luôn nha. Đó, nhiều anh em mà giống như xe này thì em bán cho anh em với giá là 39 triệu ha. Đó, còn cái phần đuôi này là khuyến mãi cho anh em. Đó, anh em về nghiên cứu làm gì được thì làm ha. Đó, bánh lái đồ đầy đủ hết. Đó, còn riêng xe 39 triệu, khuyến mãi cái đuôi sới. Sốc vậy đó. Rồi, nổ đi. Đi mỗi ngày ha anh em ha. Đó. Bữa nào đi ngày đó. Rồi lên đi. Lên đi. Rồi. Rồi rồi, 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 rồi vô số rồi chạy cho nó chạy sao. Không không, vô số ấy thôi. Đuôi nè có sới tới sới lui nha anh em. Đây nè. Nè sới lui nè anh em thấy không? Đó quay lui nè. Rồi 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 được rồi. Để tới nè. Ai ra miếng rồi. Đó, tới nè thấy không? Đó, tới lui đàng hoàng nha. Rồi. Giá trị cái đuôi. Thôi mà thôi lỡ rồi. Rồi báo giá với anh em là sao lại vậy. Coi chạy tới đi. Mỗi ngày đó. Này có con chục băm 7 tấc nữa nè, siêu vip luôn, có đề đó. Mấy anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ em ha, giá 39 triệu khuyến mãi luôn cái đuôi sới. Đã đi nhịn đuôi mất rồi ha. Rồi chạy đi, chạy đi, chạy tới đó, không tới lui hoài vậy. Cô ráo hết á.
Ừ, chạy vô trong kia cũng được, chạy từ từ thôi. Cho cái xế nó quay luôn đi. Đẹp. Tinh luôn. P1. Đây, nông cơ Nguyễn Văn Châu. Số điện thoại 0913948706, 0933351706 và 0972547272. Để tránh tình trạng lừa đảo thì anh em nên gọi video xác nhận lại mặt hàng trước khi chuyển cọc nha anh em. Đó. Chứ anh đừng có coi video xong xuôi là chuyển là không được. Bắt buộc phải gọi video xác nhận lại hàng. Đó. Tình trạng lừa đảo bây giờ xảy ra rất là nhiều ha. Đó. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha. Em thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.